Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh review chia sẻ với các sản phẩm về điện máy. Hôm nay chúng ta cùng điểm qua top 2 dòng máy giặt cửa ngang có kích thước là 9 cân. Giá thành của bên em đang chạy chương trình khuyến mại sinh nhật của siêu thị điện máy Ecomax. Giá thành rất chỉ là tốt, giá chỉ từ 6 triệu 690.000 đồng. Chúng ta đã mua được dòng máy giặt cửa ngang 9kg rồi mọi người nhé. Hai model này là hai model của các thương hiệu nổi tiếng như của Electrolux hoặc là của Samsung. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu hai cái model này. Rất mong được sự ủng hộ của các bác bằng cách bấm đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất mọi người nhé. Phía bên trên này là em đã xếp dọc dài các dòng máy giặt cửa ngang rồi. Và các bác để ý thấy là những sản phẩm mà em chạy chương trình khuyến mại là những sản phẩm có dán những cái lơ hồng ở phía bên này. Là các sản phẩm bên em đang chạy chương trình khuyến mại giá sốc trong dịp sinh nhật này. Hiện tại thì bên em đang chạy con máy giặt của Samsung ở đây. Con Samsung trước đi. Dòng Samsung này là dòng Samsung cửa ngang của các bác nhé. Model của 2021 và có cái kích thước là 9 cân. Trọng lượng là 9 cân mọi người nhé. Bảng điều khiển điện tử ở phía bên ngoài. Và hoàn toàn là bằng tiếng Việt nên là các bác hoàn toàn rất chỉ là dễ sử dụng mọi người nhé. Rất chỉ là dễ sử dụng. Với dòng này thì chúng ta có thêm cả giặt hơi nước mọi người nhé. Giặt hơi nước, giặt nước nóng ấy. Giặt nước nóng và có thêm tốc độ vòng vắt là 1000. Tốc độ vòng vắt con này chỉ giới hạn 1000 thôi. Các bác giặt những cái đồ đơn giản là giặt bình thường, giặt tổng hợp. Đấy, tốc độ chúng ta lên để tốc độ vòng vắt chỉ 800 thôi là chúng ta đã giặt rất chỉ là sạch rồi. Dòng này có ký hiệu là VKVK90T3040VKVK. Giá bên em đang chạy chương trình là 6 triệu 690 cho hàng của Việt Nam. Các bác được bảo hành là 24 tháng. Dòng Inventor tiết kiệm điện các bác nhé. Đây là thiết kế của con máy giặt này. Đây là nơi để nước giặt, nước xả và bột giặt. Ở phía dưới cánh này, cửa mở chúng ta cửa là cửa một lớp các bác nhé. Cửa một lớp, ngoài không có lớp, chúng ta sẽ có lớp kính ở bên trong. Dòng này thì thiết kế khá là đơn giản thôi, khá là đơn giản và phù hợp cho những gia đình mà có từ 2 đến 3 người hay là chúng ta mua cho các cụ, các bác nhiều tuổi trung niên chúng ta dùng thì nó, bởi vì nó rất dễ sử dụng và chức năng đơn giản, chúng ta dùng bình thường, giá thành lại hợp lý nữa nên chúng ta mua con này là hợp lý rồi. Tiếp đến là dòng 9 cân của Electrolux các bác nhé. Electrolux là con 9 cân model là EWF9024BDWB. Con này thì thiết kế đẹp hơn, thiết kế đẹp hơn. Nghe thì chúng ta nhìn bên ngoài là ok rồi. Thiết kế đẹp hơn và giá thành của nó tất nhiên là sẽ cao hơn rồi. Đây là các chế độ giặt này, chúng ta có giặt nhiệt độ này, giống như con kia cũng có giặt nhiệt độ. Có tốc độ vòng vắt của con này là 1200, còn con kia thì là 1000 thôi. Đây chúng ta có đầy đủ giặt hơi nước này. Giặt sơ. Đấy, rất nhiều chế độ và thiết kế của đây thì tất nhiên là vẫn có nơi để nước giặt, nước xả và bột giặt rồi. Chúng ta sẽ có cái cửa. Cái cửa này thì thiết kế chắc chắn và đẹp hơn con Samsung. Nhìn nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều. Cửa vẫn là cửa một lớp các bác nhá. Đấy, không ra bên trong. Dòng này thì dòng của Electrolux, hàng là hàng của Thái Lan nên là cũng có nhiều các bác yêu thích các dòng của hàng của Thái Lan, dùng bền và êm. Dòng này bên em đang bán với giá là 8.490.000 các bác nhá. Giảm 29%. Hàng của Thái Lan, bảo hành điện tử 2 năm tại nhà. Dòng Inventor tiết kiệm điện mọi người nhá. Đấy là hai model máy giặt mà bên em đang chạy chương trình khuyến mại ở tại siêu thị điện máy Ecomax về giá rất là sâu. Các bác có nhu cầu mua sắm thì các dòng máy giặt cửa ngang giá tốt như thế này có thể liên hệ trực tiếp với website ecomax.vn hoặc đến trực tiếp tại sàn tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh để mua hàng mọi người nhé. Rất cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết cái video của em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những clip tiếp theo.